Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay tiếp tục mình sẽ lên đồ cho anh em. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái concept anh em nhé. Hôm nay có một cái đồ khá là hay về, chính là con vang anh em ạ. Con vang này nó chính là con vang số anh em nhé. Con vang số Digital Karaoke Reverse này, MK88. Thì xin thưa với anh em, con này nó chuyên phục vụ để anh em cắm vào những cái bộ dàn mà không có karaoke, như những cái bộ dàn mini này, để anh em mình có thể sử dụng hát karaoke được luôn ở trên những cái mã dàn này. Và rất là tiện anh em ạ, khi mà anh em mình sẽ có những cái sản phẩm mini như thế này rồi, anh em mình có một cái bộ hát như thế này anh em nhá, thì anh em mình có thể hát gia đình cái thứ cực kỳ ok. Và với một cái mức giá thì rất là tốt anh em ạ, rất là tốt, chứ không giờ đắt như những cái bộ karaoke ở kia anh em nhá. Và sẽ có một vài bộ dàn mini, sẽ có những cái mã dàn rất là ngon gửi đến anh em. Để bắt đầu vào video trước thì mình xin phép anh em là cái số điện thoại của mình và thằng em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại thằng em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của bên Audio 89 có thể liên hệ với mình và thằng em Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi, để bắt đầu từ những món đồ nhỏ trước thì Sơn giúp anh cầm điện thoại nhá. Thì sẽ đến những món đồ nhỏ trước. Thì đầu tiên hôm nay mình về được một cái tai nghe anh em ạ. Và xin thưa với anh em, tai nghe này thì tai nghe chuẩn hàng bãi Nhật nhưng mà nó lại không thấy ghi thương hiệu gì. Chất âm của con này thì mình đánh giá thằng em Sơn nó đánh vào nghe cực hay anh em nhé, nghe rất hay luôn anh em ạ. Chất âm của con này thì nó gần như là, gọi là hôm trước anh em mình nào mà lấy cái tai Midola ấy thì con này sẽ tương đương ở tai Midola bên mình anh em nhé. Nhưng mà giá nó về nó, con này không có hộp và giá nó sẽ tốt hơn anh em ạ, giá tốt hơn. Pin con này nghe liên tục được khoảng tầm 15 tiếng nhỉ, 15 tiếng anh em nhé, thời gian chờ thì cả tháng luôn không hết pin được. Đấy, con này thì nó rất đơn giản thôi, nó sẽ chứa một cái củ driver 4cm ở trong này anh em nhé. Phần đệm tai cực kỳ êm luôn, biết chưa, chỉnh các cỡ này, cỡ tai này anh em mới có thể rút lên rút xuống nhá, biết chưa. Đấy, và tiếp đến thì đây là con này sẽ sử dụng chân sạc tai C anh em nhé. Ngoài ra thì con này có thể nghe nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ luôn được anh em nhé. Anh em có thẻ nhớ anh em cắm ở đây phát nghe trực tiếp như một cái máy nghe nhạc trên con này luôn. Con này sẽ hỗ trợ thêm cái cổng 3.5 để phục vụ anh em mình khi hết pin của con này thì anh em mình có thể cắm cái nó có dây vào để anh em sử dụng như bình thường anh em nhá, ok chưa, cắm nó có dây. Các cụm điều hướng ở trên này có hết này, đây, phím bấm tăng giảm âm lượng này, rồi đến lách bài các thứ, đàm thoại các thứ. Con này có mic để anh em đàm thoại luôn anh em nhá. Đây sẽ nút nguồn cứng anh em bật nguồn này. Đấy, hàng về thì nó sẽ không có hộp, nó sẽ kèm theo cáp sạc này, một cáp sạc Type C, một đầu USB thường USB A và một cái cáp hai đầu 3.5 để phục vụ anh em khi hết Bluetooth thì khi hết pin thì anh em mình có thể sử dụng cái cáp này để em kết nối với các thiết bị của anh em mình anh em nhá. Ok chưa? Và giá hiện tại con này thì mình đang để cho anh em siêu rẻ luôn, 499.000 anh em nhá. 499.000 cho một tai nghe chụp nghe cực chất, bát căng đúng không Sơn? Bát siêu căng luôn anh em ạ. Những con tai chụp này bát nó căng lắm anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là ba cái tai nghe anh em nhá. Hàng này là hàng đấu giá bên Nhật về. Con tai nghe này thì là con tai nghe chuẩn đi theo cái gọi là cái máy của thằng Google Pixel. Google Pixel mà hiện tại bây giờ con nó đang gần 20 củ trên thị trường đấy, chính là con tai này anh em nhá. Cam kết 100% là hàng chính hãng và hàng mình mua đấu giá bên Nhật về. Thì bên trong hộp này sẽ có gì? Con này là con tai nghe 3.5 thôi anh em nhá, nhưng mà chất của nó thì cực kỳ ngon. Đây. Đấy, bên trong này sẽ kèm thêm hai bộ anh em nhá, núm tai nữa, núm phụ nữa, một bộ to và một bộ nhỏ này. Và đây là cái tai nghe của anh em ơi, đúng không? Con này thì trắng ngọc trinh luôn anh em ạ, trắng tinh luôn anh em nhá. Rồi. Chân cắm là chân 3.5 anh em nhá, và sẽ có mic đàm thoại, tại vì tất nhiên rồi, con này nó hỗ trợ mic đàm thoại mà anh em. Rồi, có mic đàm thoại trực tiếp. Đấy, củ Hausen nó đây anh em nhá. Trắng tinh luôn và rất là gọn gàng anh em nhé, vào tai cực kỳ chơi êm anh em nhá. Củ Hausen thì gọn gàng ngay thôi. Đây anh em nhìn thấy tai mới này, nó có vẫn còn cái lớp dán nylon ở đây, anh em về có thể bóc ra anh em nhá. Đấy. Chất âm con này thì phải nói là đẳng cấp luôn anh em ạ. Chất bát siêu căng anh em nhé, phần lời nó rất là sáng tiếng anh em mình nghe cảm giác mà mặc dù là núm cao su nhưng mà nghe không hề bí tai. Thứ nhất là về phần cao su nó đã xịn rồi anh em ạ, và thứ hai nữa là chất âm này nó ra không hề bí tai anh em nhé, chép của nó đánh chang chang luôn mà chất bát đánh cực kỳ đầm. Anh em nào mà nghe tai beat rồi ấy thì sẽ biết là con tai beat chất như thế nào, nhưng mình đánh giá con này nó có cái phần lời còn nhỉnh hơn con beat một chút mà chất bát như beat luôn anh em nhé. Mà quan trọng nhất là anh em mình sẽ có thể đàm thoại được trực tiếp trên con tai này. Và con tai này giá siêu tốt anh em ạ. Con tai này thì mình về giá khá là tốt và mình để cho anh em là 300 ngàn cho một chiếc anh em nhé, 300 ngàn cho một chiếc này. Nhưng mà xin thưa với anh em, cái loại này thì dùng đến lúc bốc mộ cũng không hỏng được anh em ạ. Siêu bền và chất âm của nó thì mình bao hay cho anh em. Anh em nào mà nghe không hay trả lại mình hoàn tiền cho anh em luôn, thế là đỉnh rồi đúng không. Riêng cái mã này có 3 chiếc anh em nhé, 3 chiếc duy nhất thôi. Rồi,
Tiếp đến đây thì sẽ là hai chai nước hoa, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Hai chai nước hoa này thì đầu tiên xin đưa với anh em, nó chính là chai Sauvage anh em nhé, Sauvage của thằng Dior, dòng nước hoa EDP nên là nó sẽ bám hương cực kỳ dai anh em nhé. EDP nó là dòng tinh chất tinh dầu nước hoa, ở bên trong này thì nó lượng tinh dầu nó cao hơn. Cái dòng EDT đấy thì là nó sẽ là dòng nước hoa mà cái độ cồn nó nhiều hơn thì sẽ tỏa hương được xa hơn, nhưng mà bù lại thì cái lượng tinh dầu nước hoa ở trong nó khá là ít nên là nó sẽ nhanh bay hết hương hơn. Cái dòng này nó bám thong thoảng trên da, sẽ lan hương chỉ khoảng một cánh tay thôi, nhưng mà cái độ gọi là nó lưu hương thì cực kỳ dai anh em nhé. Anh em nào đã sử dụng chai Sauvage này rồi sẽ thấy là chất của nó cực kỳ ngon. Em thấy đấy nhá, chai này thì cam kết là hàng xịn 100% và nó là hàng tester luôn. Tại vì là sao, đợt này mình hay lên hàng tester, tại vì mình đấu giá được một cái lô hàng tester bên kia rất là lớn anh em nhá. Nó rơi khoảng tầm mấy chục chai và nó về cứ lắt nhắt một hai chai, khoảng 1 2 tuần mới về một hai chai ấy. Tại vì bên kia nó không gửi được về, nó cứ như thế thôi. Cái nắp của nó thì khá là xịn, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Từ phần logo này, đúng không? Đấy, bên trong này nó sẽ có một cái hình con ong anh em nhá. Đây, con ong được dập nổi bên trong này. Tôi ok chưa anh em? Đấy, cái phần nắp này hàng xịn, nó rất là chỉnh chu anh em nhé. Và như anh em thấy nhá, đây là logo này, chữ CD rất là xịn đúng không? Và khi anh em mình đặt con này vào nhá, cái lắp này vào, bất kỳ anh em mình để vị trí nào nó cũng sẽ quay về cái vị trí thẳng hàm con Sauvage bên dưới này. Anh em thấy không? Đây, đây nhá, quay lung tung nhá. Đấy, anh em thấy không? Quay lung tung, thấy không? Quay tất cả mọi nơi nhá. Đấy, nó cũng sẽ quay về cái mặt CD bên trên này, nó sẽ thẳng hàm con Sauvage ở đây, đúng không? Cái chữ CD này là ký hiệu gì? Christian Dior anh em nhé, nó viết tắt của chữ đấy. Đấy. Và đằng sau này các cái phần chữ nó được dập nổi toàn bộ, dập chìm toàn bộ anh em nhé. Đây này. Con này là made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn anh em nhé. Hàng chuẩn Pháp luôn. Đấy. Dung tích là 100ml này, dòng nước hoa EDP. Và xin nhắc thêm một cái nốt hương con này nữa. Anh em nào đã chơi cái dòng nốt hương của thằng Chanel Sport for Men rồi ấy, thì anh em sẽ thấy cái dòng nốt hương Sport for Men rất là mát đúng không? Nó phục vụ anh em mình chơi được khá là nhiều thể loại. Ví dụ như là đi học, đi làm, đi chơi, các thứ đều rất ok, đi dự tiệc cũng ok. Thì con này nó sẽ tương tự như con đấy, nhưng mà cái nốt hương của nó sẽ có hơi hướng phần ngọt hơn một chút anh em nhé. Nhưng mà cái nốt hương đầu tiên của nó vẫn sẽ rất là mát. Anh em mình xịt vào người cảm giác nó sảng khoái luôn. Và với những cái dòng nước hoa xịn này anh em nhìn này. Đấy. Nó gần như trong suốt, và cái ống nhá, cái ống này anh em nhìn này, cái ống ở bên trong này, cái ống dẫn nước hoa bên trong này, nó gần như tàng hình bên trong này luôn. Đấy chưa anh em? Đấy. Chai xịn này mà. Anh em nhìn chai xịn đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy. Này. Xịn dã man luôn. Và chai này hiện tại mình để cho anh em bao nhiêu? Giá thị trường rơi vào khoảng tầm 4.800.000 này, này. Và hiện tại mình để cho anh em chai này là 1.800.000 cho chai Sauvage Dior anh em nhá. Sauvage Dior, một trong số những cái mã hàng gọi là hàng nhái quá nhiều trên thị trường. Còn chai này thì xịn 100%. Anh em nào mà check không phải hàng xịn, mình xin phép tặng không anh em luôn. Ok chưa? Rồi. Tiếp đến đây thì về kèm theo hàng sẽ được một chai giò anh em nhé. Acqua giò Armani. Anh em sẽ nhìn thấy chai này nó dung tích khá là lớn, 125ml. Hàng nguyên hộp luôn anh em nhé. Nó chỉ thiếu lớp giấy bóng ở bên ngoài thôi. Made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn. Đấy. Đấy. Cái chai này thì cái dòng này nó cũng gọi là dòng tester để phục vụ về này anh em nhìn này. Đây này, nó sẽ hướng dẫn anh em để lấy cái chất nước ra để test đây này. Cái chai này phục vụ để cho test anh em nhá. Đấy. Test hương đấy, nó xuất cho những cái store Việt Nam. Đây. Anh em sẽ nhìn thấy chai giò Armani anh em nhá. Đúng không? Anh em sẽ nhìn thấy đầu tiên cái phân biệt cái chai giò xịn với chai giò đẻo như thế nào. Anh em sẽ nhìn thấy cái phần dấu huyền của nó nhá. Nó rất sát nhau nhưng không ngờ nó chạm nhau anh em ạ. Với những con giò đẻo là cái phần này nó sẽ dính đét vào nhau này, tại vì nó in không được chi tiết như con này anh em nhá. Đấy, từ các mã in này, từ cái phần sơn anh em sẽ nhìn thấy nhá, nó đen dần xuống phía bên dưới, nhưng mà nó không phải là đen một phát đen ngay, mà nó còn đều này anh em nhá. Đấy, perfume này, nước hoa giò anh em nhá. Dung tích con này thì 125ml và hàng chuẩn made in France, hàng đúng của Pháp luôn. Và anh em nhìn từ cái hộp thủy tinh nó làm cực kỳ đỉnh luôn, rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Và đến cái chai này, giò này anh em nhé, là một chai rất là hiếm trên thị trường luôn. Cái mã này siêu hiếm luôn anh em ạ, siêu hiếm luôn. Đây anh em nhìn nhá, đây này, GD này, giò này, hai chữ G đập vào nhau này. Đây cũng vậy này, đấy, anh em thấy không? Và cái phần nút của nó thì cũng rất là đẹp, và con nút này cũng có nam châm luôn. Anh em nhìn nhá, để tất cả mọi phía nó sẽ đều như này luôn. Nó sẽ đều quay dựng cái này, thẳng với mặt chữ này, mặt trước, anh em nhìn nhá. Quay tất mọi phía này. Kiểu gì nó cũng lại về hướng này anh em nhá. Đấy, ok chưa? Kiểu gì cũng về hướng này. Đấy. Và chai này là chai mới tinh, anh em mình có thể mang đi tặng được. Cái nốt hương con này thì xin thưa với anh em là ngọt mát anh em nhé. Nốt hương của hai chai này thì nó giống nhau đến khoảng tầm trên 80%. Nhưng mà bọn giò thì anh em biết rồi,
Do mùi hương của nó thì nó sẽ có một cái mùi gọi là mùi hoa cỏ vào nữa, đệm thêm mùi hoa cỏ này anh em mình sẽ cảm giác nó tươi mới anh em nhé. Và chai này hiện tại bây giờ bao nhiêu? Chai này hiện tại giá thị trường em nhé, giá thị trường con giò này nó rơi vào khoảng tầm gần 5 củ anh em ạ. Mà giá của mình chai này để anh em mua về đi tặng nhé. Chai này mình cũng để cho anh em chỉ có 1.900.000 thôi. Được chưa anh em? Một củ chín cho chai này. Hàng full bốc luôn. Anh em nào thích tặng người yêu thứ, chai này thì dùng cho cả nam và nữ được anh em nhé. Cả nam và nữ dùng chai này đều ok. Nhưng mà mình nghĩ là cái mùi hương này nó sẽ hướng đến nam nhiều hơn anh em nhé. Rồi. Thì đấy là hai chai nước hoa. Và tiếp đến đây thì sẽ là bọn túi anh em nhé. Và túi thì hôm nay có hai cái túi chuẩn hàng Nhật luôn anh em ạ. Xin thưa với anh em, cái mẫu túi da nâu này thì rất lâu rồi, hôm nay mới lại về hàng này. Anh em sẽ nhìn thấy nhá. Cam kết da xịn 100% anh em ạ. Anh em nào nhận túi mà bảo không phải da xịn, xin phép hoàn tiền cho anh em 100% luôn và tặng cho anh em cái túi luôn. Với cho anh em. Cái phần khóa này, đấy, cực kỳ trơn tru anh em nhá. Các cái phần khuôn này, anh em nhìn này. Đấy, nó cố định cứng luôn. Thế là anh em mình sẽ có một con túi rất là ngon anh em nhá. Con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và 5 ngăn tất cả. Anh em nhìn các cái miếng da nó rất đẹp anh em nhé. Phần bên trong nó làm lót này anh em nhìn này. Quê chưa? Chống nước toàn bộ cho anh em. Và con này là hàng công ty anh em nhé. Chỉ thiếu duy nhất một cái logo đúng ở góc bên phải thôi. Đấy. Thì ra thị trường, ra vào store đắt tầm 3-4 triệu thôi. Dây này cũng là dây dù dạng bóng, cũng màu nâu cùng với màu da luôn anh em nhé. Và con này thì không có điểm chê cho anh em đâu anh em. Miếng test da đây, anh em về có thể kiểm tra miếng da này anh em nhé. Đấy, da bò nó nhuộm nâu đẹp thế này mà, đúng không? Và thằng em Sơn nó sẽ lên form cho anh em. Và trước khi lên form thì mình xin phép báo giá con túi này. Kích thước đấy nhỉ? Kích thước con này là bao nhiêu? Mình xin phép đo luôn cho anh em nhé. Con này nó sẽ cao được khoảng tầm 23 phân, 24 phân anh em nhé. Và chiều ngang nó sẽ được bao nhiêu? Chiều ngang sẽ được khoảng tầm 18 phân. Với cho anh em. Đấy, 18 phân. Và con túi này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá chỉ có 680.000 cho con túi thôi, cam kết ra thật 100% anh em nhé. 680.000. Rồi, anh em Sơn nó sẽ lên form túi cho anh em. Sơn đẹp dài anh em ạ. Sơn này sau này chưa vợ đâu anh em nhé. Anh em nào có con gái để cho nó là ok đấy. Thấy nó ổn định lắm. Đấy, anh em thấy không? Form túi lên rất là ok anh em nhé. Em để chéo thêm này tí để cho anh em thấy cái dáng chéo. Đấy, khoác chéo ok chưa anh em? Đấy, giá hiện tại bây giờ là 680.000 cho mã này anh em nhé. Và tiếp đến cái mã này thì xin thưa với anh em, một con túi lớn anh em ạ. Da cực đỉnh luôn. Nó có một cái móc ở đây để anh em cải nhé. Cái móc này thì anh em có thể móc rất nhiều thứ. Móc trang trí túi, mang trang trí vào đây này. Đội trẻ nó sẽ thích túi này nhiều hơn anh em nhé. Quai sách này, màu đen xì luôn. Và anh em nhìn chất da này, cam kết da xịn 100% mà các miếng da anh em nhìn này, nó đều gọi là đều như răng của Hồng Nhung luôn anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nhá. Hồng Nhung ngày xưa răng nó khớp khảnh, bây giờ nó liền hết rồi anh em, đẹp lắm. Chị Hồng Nhung chị gọi diva đẳng cấp luôn. Đấy, tất cả các lớp da. Và cái phần móc khóa này cũng có một cái miếng da luôn anh em nhá. Con này sẽ có quai sách này anh em nhìn này. Đấy, không một sợi chỉ thừa trên con này luôn anh em thấy không? Hàng nó đẳng cấp như thế mà không một sợi chỉ thừa. Con này chỉ thiếu duy nhất một cái logo ở góc phải chỗ này thôi, là ra store thôi anh em nhé. Dây này anh em nhìn, dây này bóng lừ luôn, đúng không? Xịn. Và cái lớp lót bên trong, Sơn mở ra cho anh em xem cái lớp lót bên trong. Con này lớp lót nó rất đẹp luôn anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy không, lót nó đẳng cấp luôn, chống nước toàn bộ luôn. Anh em mình đi mưa đi biết không bao giờ sợ ướt đồ anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là với đồ da thật này, anh em đi mưa về nhớ lau khô và hong khô đi anh em nhé. Hong khô ở trong bóng râm. Tại vì là sao? Tại vì sao phải hong khô? Nếu không anh em để ẩm nó dễ mốc anh em ạ. Bình thường đồ da để bình thường cũng mốc, nhưng mình nên bảo quản nó thế. Mình nên để những cái chỗ mà nó khô ráo thì nó sẽ không hạn chế mốc hơn anh em nhé. Mốc thì nó lại lau đi phát lại mới thôi, không vấn đề gì hết. Đấy, ok chưa? Và Sơn nó kích thước cho anh em này. Con này cao sẽ tầm 25 phân anh em nhé. Và chiều ngang của nó sẽ là 20 phân. Ok chưa anh em? Đấy. Con này to hơn trước con kia một tí xíu. Và Sơn nó sẽ lên form túi cho anh em. Và trước khi lên form túi thì mình xin báo giá luôn. Con này có giá là 720.000 anh em nhá. 720 cho con túi này. Cực chất luôn. Anh em nào đang mùa du lịch rồi, đi học, đi làm, đi chơi, mẫu này rất ok luôn. Anh em thấy không? Đấy. Chéo. Anh em thấy không? Con này size lớn hơn con kia một chút anh em nhá. Anh em sẽ để được nhiều đồ hơn. Ok. Cảm ơn anh em Sơn. Với cái mẫu túi rất là đẹp, 720.000. Và tiếp đến đây thì sẽ là bộ dàn mini đi kèm cái bộ vang số luôn anh em nhá. Vang số. Con này là con vang số mình nghĩ là bây giờ trên thị trường Việt Nam gần như là không có luôn, tại vì hàng này mình đặt anh em nhé, đặt ở bên sở Trung Quốc này, thì gần như là bên thị trường Việt Nam chưa ai bán cái mã này luôn, mã này mã độc quyền luôn. Thì trước khi giới thiệu đến con vang, mình xin giới thiệu bộ dàn này trước.
Con này chính là con Panasonic PM77MD anh em nhé. Tôi chết rồi, lộ bụng sẽ ở trên này rồi. Xin thưa anh em, trời nó nóng quá anh em thông cảm nhé. Mình cởi trần mình quay là anh em mà nhìn thấy thì thông cảm giúp mình nhá. Thì chức năng của con này sẽ như sau. Đầu tiên con này sẽ có chơi cassette ở bên trên này anh em nhé. Chơi cassette bên trên này. Tiếp đến là chơi MD. Cuối cùng ở dưới này là chơi đĩa CD. Và con này chạy điện 5 đĩa CD anh em nhé. Rồi, 5 khay CD luôn. Vui chưa? Đấy, 5 khay CD. Kết nối điện thoại, máy tính, TV thoải mái ở trên con này. Và con này sẽ là dòng đánh loa hai cầu anh em nhé. Riêng với những mã dàn cỏ mình sẽ bao cho anh em chạy CD ok. Và kết nối điện thoại, máy tính, TV rất ok ở trên cái mã này. Vui chưa anh em? Tiếp đến cấu hình loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 11cm thôi. Gân cao su, màng carbon, núm cũng carbon luôn anh em nhé. Từ kép toàn bộ, bên trong từ kép. Bên trên này sẽ là con chép đôm này. Con này phần lời rất là khá này. Tí nữa mình sẽ hát thử cho anh em xem. Anh em sẽ biết được cái phần lời này nó khá như nào. Con này là chép đôm màng nhựa anh em nhé. Phần lời khá là ok tại vì anh em nhìn cái phiền nó khá là rộng, gần 4cm luôn. Vậy chưa? Có chân định hướng anh em nhé. Có phần chân loa định hướng cho anh em. Đấy. Phía sau. Phía sau đây anh em nhìn thấy nhá, tổng thể bộ dàn. Nói chung là bộ dàn này thì sẽ không phải là đẹp anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Đấy, vậy chưa? Công suất con này thì sẽ là 40 cộng 40 sẽ là 80W và trở kháng là 6 ohm anh em nhá. Đấy. Một cặp sẽ là 160W và anh em mình chơi tốt phòng diện tích khoảng tầm 35m2 thôi nhỉ. Con này 35m2. Công suất của cục dàn thì sẽ là 55W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa, loa hai cầu, mỗi bên sẽ là 4 dây loa, cầu bát và cầu chép riêng biệt. Anh em mình sẽ có phần lời nó khá là tách bạch anh em nhá. Kết nối điện thoại, máy tính, tivi đây. Và mình đang kết nối với con vang ở bên trên này qua con này luôn anh em nhá. Và đây là kẹp anten FM phụ nghe đài, cổng USB con này có này. Kết nối máy tính nhận thành sao cạc rời này anh em nào nghe máy tính cũng rất là ok trên con này luôn anh em nhé. Tiếp đến là cổng PMD, con này có thể kết nối như kiểu anh em mình kết nối cổng 3.5 vào, hoặc anh em mình có thể kết nối giải mã như kiểu cổng Coaxial anh em là được anh em nhé. Rồi thì đây là tổng thể về bộ dàn đúng không. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là con vang anh em nhé. Con này là con vang mình đặt bên kia này anh em nhìn này, mở K88 này. Đấy, Digital Karaoke Reverse anh em nhé. Tức là con này nó sẽ sử dụng như một con vang số. Anh em mình nó cái tỷ lệ hú của nó gần như là rất là thấp anh em nhé. Gần như là không bị hú khi anh em ngồi hát gần luôn. Ok chưa? Nó sẽ có một cái chỉnh gọi là núm vôn. Ở đầu tiên là vôn mic này. Tiếp đến chỉnh bass này, chỉnh chép này, chỉnh ép jack. Ép jack này để anh em hát karaoke này. Nó tăng độ vớt cho anh em đấy. Không có cái ép jack này thì không hát được đâu anh em. Gọi là như loa phường luôn anh em nhé. Volume này là volume tổng. Ok chưa? Và con này sẽ có hỗ trợ một cái lỗ mic đằng trước này. Và kèm theo đấy là một cái lỗ mic phía sau anh em nhé. Con này sẽ sử dụng nguồn điện vào là nguồn DC 12V. Đấy. Sạc à, đây cổng USB này, cổng hỗ trợ updriver này, cổng Coaxial giải mã có trên con này anh em nhá. Anh em mình có thể cắm Coaxial giải mã. Tức là anh em mình TV Coaxial anh em cắm vào phát là giải mã luôn. Biết chưa? Bluetooth để phục vụ anh em nhá. Anh em có thể kết nối Bluetooth vào đây là cái anten Bluetooth đây này. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng cổng aux in anh em nhá. Với những anh em không muốn dùng Bluetooth thì anh em có thể sử dụng aux in ở đây. Đấy. Thì con này chức năng của nó như một con vang to lớn thông thường anh em nhé. Như một con vang lớn thông thường. Ok chưa anh em? Và con này sẽ đi kèm một cái bộ nguồn 12V. Mình tặng kèm anh em luôn. Đấy. Riêng với con này thì mình xin phép để cho anh em giá là một củ tròn cho mã này anh em nhé. Anh em nào muốn rẻ hơn thì 999.000. Ok chưa anh em? Riêng cái bộ này phải nói là mình nghĩ là biến tất cả các bộ dàn mini thành một cái bộ karaoke cực đỉnh luôn. Và cái bên dưới này, cái bộ Panasonic này thì mình xin phép để cho anh em là 1.200.000 anh em nhé. Tại vì con này hình thức của nó không được đẹp, anh em sẽ nhìn thấy đây. Và cả combo này thì chỉ vào 2.200.000 thôi. Anh em mình nghe nhạc hát hò thoải mái trên combo này. Ngoài ra lấy cục này phát là có Bluetooth luôn. Với chơi anh em, Bluetooth con này được sử dụng Bluetooth 5.3 luôn anh em nhé. 5.3 mới nhất luôn. Tại vì mình đặt cái Bluetooth mạch mới rồi. 5.3 cao cấp nhất bây giờ hiện tại. Rồi, và bây giờ mình sẽ đang kết nối con điện thoại này với con vang này là qua Bluetooth. Và từ con vang này mình sẽ đưa vào bộ dàn này. Anh em mình đang cắm mic có dây anh em nhá. Anh em mình về nếu mà mua combo này thì chỉ cần mua mic về cắm vào phát là hát thôi. Với chơi anh em. Đấy. Đây, mình thử nói cho anh em nghe nhá. Alo alo 1 2 3 4. Alo. Anh em thấy cái phần lời nó ok không? Hát được chưa? Đúng không? Riêng với con này thì mình đánh giá là cái nhu cầu hát gia đình anh em mình có thể đáp ứng được anh em ạ. Rượu chè say sưa xong anh em mình ra làm bài để giải tỏa tâm lý thì cũng khá là ok anh em nhá. Với một combo hát 2.200.000 như thế này thì mình nghĩ là không thể đòi hỏi gì hơn được. Riêng bộ này nghe nhạc đã rất là hay rồi. Riêng bộ này dàn này nghe nhạc rất là hay rồi anh em nhá. Bây giờ để thằng em Sơn nó test nhạc ở trên cái bộ dàn này trước anh em nhá.
xong bắt đầu là hát hát luôn đi, kiểu gì cũng có nhạc lên đúng không? Thì thưa anh em nhá, mình sẽ hát một đoạn để mình cho anh em kiểm chứng cái chất âm này như thế nào. Và hiện tại con này mình xin báo giá lại nhá, bộ dàn 1.2 triệu, vang là một củ tròn, cả combo là 2.200.000 cho cả combo anh em nhá. Sửa mặt nhạc đi. Alo alo. Ôi, hát hay luôn anh em ạ. Hát khá hay anh em nhé. Loa kéo gọi cụ luôn. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Và đại cao lắm em ạ, chịu. Đoạn tiếp theo nó hơi cao anh em nhé, mình hát thì nó không được hay nên mình chỉ hát một đoạn đấy thôi để cho anh em biết được cái mic này nó bắt tiếng như nào. Khá là ok anh em nhé, cả combo này đấy, anh em về chỉ việc mua mic gắn vào phát là hát thôi, được chưa? 2.200.000 cả combo luôn đấy. Tiếp đến bên này thì sao? Bên này sẽ lại là một bộ dàn mini như bộ kia thôi anh em ạ, và riêng mã này anh em mình cũng gắn mic vào hát luôn được anh em nhé, như bộ kia. Anh em mà thích bộ này thì lấy thêm cái combo gọi là con vang ở bên kia sang anh em nhé, là chơi luôn về cho anh em bluetooth luôn đấy. Thì giá con này chức năng con này như thế nào? Đầu tiên em sẽ nhìn thấy nhá, con này là con Kenwood SG55 à, SG550 à đấy, anh em nhá, SG5MD anh em nhá, SG5MD. Thì xin thưa với anh em, đây là một mã dàn cao cấp của thằng Kenwood. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt trước nó bằng nhôm hết anh em nhá, bằng nhôm hết. Màn hình nó là màn hình LCD, anh em sẽ nhìn thấy phần chữ nó chạy cực đẹp luôn anh em nhá. Đấy, đèn hát ở phím volume này, nói chung con này thì cũng khá là đẹp anh em nhá. Ok chưa? Con này sẽ chơi 3 khay đĩa CD anh em nhá. 3 cái CD và 3 cái CD hoạt động hoàn hảo cho anh em luôn. Đây 3 cái CD. 3 cái CD trong này hoạt động hoàn hảo luôn. Con này nó bị dính cái cao su anh em nhá. Đây. Đấy anh em thấy không? Ok chưa? Đấy 3 cái CD hoạt động hoàn hảo trên con này. MD con này đọc ok. Và con này sẽ có giải mã 24 bit chuẩn ở trên con này luôn anh em nhá. Anh em mình cắm Smart TV vào thẳng đây phát giải mã được luôn. Đấy. Tiếp đến nó sẽ là cái chức năng chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt ở trên con này anh em nhá. Đâu, để chờ mình chút nhá. Anh em mình chờ chút này. Đấy, tông control này anh em thấy không? Đấy, tông control nó hỏi anh em mình có hay không? Select luôn. Bát này. Đấy. Tiếp đến ok phát là sang chép này. Ok chưa? Đấy, bát chép chỉnh trực tiếp ở trên con này luôn cho anh em. Anh em nhá. Và cục dàn này đánh khá là căng, anh em mình sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở lên. Đó, à 25cm trở về, xin lỗi anh em nhá. Và cục dàn nặng lắm anh em ạ. Ui giời, cục dàn nặng dã man luôn anh em nhá. Đấy. Và con này sẽ đi kèm với cặp loa chính là cặp loa SG3 anh em ạ. Cặp SG3 nó là một trong số những cặp loa mình đánh giá là hay nhất của cái phân khúc mini của thằng Onkyo rồi. Mặc dù hình thức của nó thì trông nó gọi là không được đẹp như có thể những cặp loa khác đẹp hơn, nhưng mà phần lời con này hay anh em ạ, đẳng cấp luôn. Loa con này sẽ được trang bị là một con loa bát đường kính là 12cm, gân lụa tẩm dầu anh em nhé. Màng sẽ là màng giấy và chất bát nó ra rất ấm tiếng ở trên con này. Ok chưa? Bên trên thì sẽ là một con chép đôm anh em nhé. Và đôm của thằng Denon, à thằng Kenwood nó không làm thôi, làm chất tiếng khá là ok. Đấy. Phía sau, công suất con này thì sẽ là 30W và trở kháng 6 ohm anh em nhé. Một cặp sẽ là 60W và anh em mình sẽ chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 với cái bội luôn. Cục dàn này công suất là 55W, điện nguyên bản là 100V anh em nhá. Đấy, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Tiếp đến là đường optical in phục vụ giải mã 24 bit, đường súp điện out.
kết nối line in loud đầy đủ trên con này anh em nhá. Điện thoại máy tính tivi để kết nối thoải mái này. Con này nghe đài AM FM thì anh em mình kẹp anten qua đây anh em nhá. Con này sẽ sử dụng thu thời phía sau. Ôi chưa? Anh em nào mà thích nhiều bát thì đặt sát tường anh em nhá. Thích ít bát thì rút nó ra xa tí thì bát nó sẽ giảm ngay. Ôi chưa? Nhưng mà con này cũng không phải quan trọng về kê loa nữa tại vì nó đã có chỉnh mặc định bát chép ở trên máy rồi, anh em thể tùy chỉnh được. Đấy. Và với cái bộ dàn này thì giá bao nhiêu? Hiện tại mã này thì mình đang để cho anh em là Kenwood. Mã Kenwood VIP này mình đang để cho anh em là 1.900.000 anh em nhá. 1.900.000 cho mã này. Và chất tiếng thì bao hay cho anh em. Vui chưa? Mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất tiếng cái này nhá. Đâu rồi, CD Sơn cho vào đây chưa? Thêm 1 thêm 3. Vùng lửa khói làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy che muộn phiền tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non ai ra đi mà không ok chưa anh em mã này anh em mình thấy hát ok không đấy nghe nó đã hay rồi anh em nhá tí nữa thằng mình bảo thằng em Sơn cuối video sẽ cắm cái bộ mic kia sang đây cho anh em mình để mình sẽ test cho anh em bộ này karaoke luôn như thế nào anh em nhá. Rồi 1.900.000 anh em nhá. Tiếp đến cái mã dàn số 03 thì xin thưa với anh em cũng khá lâu rồi mới về được một mã như thế này, nó chính là cái con Kenwood K505, một trong số nó thuộc những series cao cấp của thằng Kenwood mà chơi bluetooth tích hợp sẵn anh em nhá. Anh em nào thích bluetooth tích hợp sẵn thì đây xin thưa với anh em đây là một cái mã tích hợp sẵn bluetooth cho anh em luôn. Anh em về chỉ việc gọi là kết nối điện thoại vào qua bluetooth là chơi, kết nối tivi bluetooth là chơi thôi anh em nhé. Ngoài ra thì nó còn cái chức năng cơ bản thì nó vẫn đủ như những bộ dàn khác thôi. Mình sẽ chi tiết về bộ dàn này như sau. Anh em sẽ nhìn thấy nhá, con này hàng đấu giá nó rất là đẹp anh em ạ, từ loa đến cục này, từ cái căng này khá là ok đúng không, cục dàn này đấy. Bên trên này thì đây là mấy vết bẩn anh em nhé, chưa lau đâu, mình lau nó sẽ sạch. Sử dụng có kết nối một trạm NFC ở trên này anh em nhé. Tiếp đến là kết nối bluetooth con này anh em ạ, chơi bluetooth trực tiếp luôn với cho anh em. Và với con Kenwood Serica thì chất âm của nó sẽ bao hay cho anh em. Riêng Kenwood Serica mình rất tự tin về chất âm Serica anh em nhá. Serica gần như anh em nào nghe thì đỉnh luôn, không chê được. Màn hình sáng đẹp này, đúng không? Chơi nhạc từ bộ nhớ USB thoải mái anh em nhá. Kết nối điện thoại máy tính tivi anh em thể kết nối có dây hoặc kết nối không dây, kết nối thoải mái vào cái mã này. Và mã này đúng là một con wireless ở trong phòng ngủ rất ok cho anh em. Anh em nhá, tiện sử dụng. Đấy. Nhớ anh em lên giường chỉ muốn kết nối điện thoại vào thôi, nghe một vài bản nhạc xong rồi đi ngủ tiện anh em ạ. Chứ còn CD thì bây giờ cũng ít anh em chơi, nhưng mà nếu mà có cơ hội chơi CD thì mình khuyên anh em nên chơi CD. Anh em sẽ cảm thấy cái độ âm nó chi tiết hơn khá là nhiều khi anh em mình kết nối có dây, kết nối bluetooth anh em nhá. Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm. Toàn bộ bên ngoài này anh em sẽ nhìn thấy cái viền là gần mid bass rất là cao cấp anh em nhá. Gần mid rất xịn luôn. Và con này bây giờ đến bây giờ những cái con như con của thằng Apple, con HomePod thằng Apple cũng đang sử dụng dòng gân này. Hoặc những con mới, những con loa mini của thằng Bose ấy cũng đang sử dụng dòng gân này luôn anh em nhá. Đấy. Màng sẽ là màng carbon, bên trên này sẽ là núm ngọc trinh. Tại sao ngọc trinh? Tại vì sờ nó vừa trắng lại vừa mềm anh em ạ. Đấy. Ôi chưa anh em. Bên trên này thì một con chép đôm siêu to khổng lồ thằng Kenwood, dòng đôm 8 vít anh em nhá. Khá là đẳng cấp của con này, đúng không? Loa thì được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu nên anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ góc cạnh hết anh em nhìn, vuông vắn anh em nhá. Và nó là hàng đấu giá về nên là không phải bàn về hình thức nữa. Nó đẹp gần như mới luôn anh em ạ, gần như là mới luôn là cặp loa này. Công suất nó sẽ là 40W và trở kháng là 4 ohm anh em nhá. Một cặp là 80W, với những cặp loa trở kháng 4 ohm này thì nghe nhạc siêu hay luôn. Tại vì nó đáp ứng được những cái giải tần rất là thấp anh em ạ, biên độ dao động của màng loa cực kỳ lớn anh em nhá. Và con này nó sẽ chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 trở về cho anh em. Đấy.
Công suất con này sẽ là 26W điện nguyên bản 100V, tại vì con này chạy nguồn xung rồi, nó rất tiết kiệm điện anh em nhé. Đây chỉ là công suất tiêu thụ điện thôi. Đấy. Còn con này nó sẽ phang tốt được những cặp loa bass 25cm luôn. Anh em mình kẹp cái loa 25 vào đánh ok. Đát con này sẽ là 2015. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm full giải trở kháng này. Kết nối thiết bị bên ngoài có đường aux phía sau này và kẹp anten FM phục vụ anh nghe đây. Ôi chơi anh em. Mã hàng đấu giá rất đẹp cho anh em nhá. Và giá hiện tại mã này thì mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt, chỉ có 4.800.000 anh em nhá. 4.800.000 cho Kenwood K505 thì anh em biết rồi đúng không? Ok chưa? Đấy. Con này nó có chế độ nghỉ rất là hay, khi anh em lâu sử dụng nó sẽ tự động tắt đi anh em nhá, vào chế độ ngủ luôn cho anh em đỡ tốn điện. Đấy, tại vì con này nó sẽ có được gắn cái tích xanh và tích kiệm điện. Đấy. Và CD con này thì đọc cực kỳ ok. CD con này sẽ chạy Massanier anh em nhá. Con này chạy Massanier của Sony, à Sanier của Massid Sanier. Thế nó rất là bền anh em ạ. Siêu bền luôn và chất âm ra thì khá là hay. Riêng Massanier nó là kế thừa gọi là nối tiếp theo những thành công của thằng 213 của Sony, thì tiếp đến đấy là Sanier anh em nhá. Sanier bây giờ được lắp ở trên rất nhiều mã máy. Đấy, tại vì nó độ bền nó cao anh em ạ. Rồi. Bộ dàn K505 giá 4.800.000 và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Đấy nhá. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố, ánh mắt nào đang hướng về tìm ai, hẹn ai cuối ngày, và riêng em đã có thời mong chờ cuộc tình vừa tàn như giấc mơ. Ok chưa anh em? Đấy, anh em thấy ông Lâm Nhật Tiến nó hát vừa phần giọng mà vừa phần nhạc nền, nó đệm bát nhiều như thế mà bộ dàn nó chơi cực kỳ hay anh em nhá. Giá 4.800.000. Đấy. Tiếp đến bên này, cái mã dàn số 04 thì chính là con Kenwood K521, và xin thưa với anh em nào thích giá tốt hơn thì đây chính là một bộ dàn tốt hơn cho anh em. Chất âm thì cũng cực kỳ hay, vẫn thuộc series K thằng Kenwood anh em nhá. Và con này thì nó có một cái thiếu hơn so với con kia, chính là không có Bluetooth tích hợp sẵn anh em ạ. Đấy. Nhưng bù lại con này sẽ có cổng quang để kết nối Smart TV để anh em mình sử dụng làm giải mã anh em nhé. Và giải mã chuẩn con này sẽ là giải mã chuẩn 24bit theo đúng chuẩn PCM, và sử dụng con chip giải mã là 1801, chất âm ra cực mịn tiếng. Ok chưa anh em? Chi tiết về bộ dàn như sau, mặt nó sẽ mặt nhôm toàn bộ anh em nhé. Mặt nhôm rất là dày anh em nhìn này. Đấy, mặt nhôm dày không? Và phần phím bên trên này anh em nhìn, mặt của nó không có một cái phím nào anh em nhé. Không một phím nào mặt trước đâu. Đấy. Nó thiết kế theo kiểu ngôn ngữ mới, không có phím mặt trước rồi. Bên trên này sẽ toàn bộ phím chuyển lên trên. Hàng giữa này là cảm ứng tất này. Đấy. Nó sẽ có một cái nút cứng là bật nguồn và một cái nút cứng là ra đĩa thôi anh em nhá. Duy nhất hai nút cứng ở trên con này. Được chưa? Và có một cái dock trên này này, anh em mở cái này ra nhá. Thì đây sẽ có một cái dock của con iPod này. Anh em mình có thể cắm iPhone 4, iPhone 4S, những con iPod vào đây được. Đấy, anh em mình sẽ có cái nguồn nhạc từ iPhone, iPod vào. Tiếp đến là cổng bộ nhớ USB để phục vụ anh em cắm bộ nhớ USB chép nhạc vào và cắm vào đây. Để em mình chơi trực tiếp từ USB luôn. Vậy chơi anh em. CD của Kenwood thì như mình vừa nói rồi đúng không? CD chạy cực kỳ ngon anh em ạ. CD siêu bền luôn, gần như không bao giờ hỏng trên những mã như này. Và mặt nó nhìn anh em đẹp không? Đèn hắt xanh này. Con này phải nói là nó thiết kế quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Giải mã 24bit được tích hợp sẵn như con này anh em nhá. Khá là ok rồi, kết nối điện thoại, máy tính, TV, không thiếu bất kỳ một thiết bị nào, anh em kết nối full hết tất cả thiết bị cho mình. Vậy chưa? Đấy. Loa thì anh em nhìn này, loa nó khá là giống con K505 anh em nhé. Loa thì nó giống nhau đến phần 99%, nó chỉ khác nhau cái phần màu ở cái viền kiềng này thôi anh em ạ. Đấy. Loa con này cũng như thế, cũng được trang bị con loa bass đường kính 12cm, sử dụng gân mít bass cao cấp, màng sẽ là màng carbon, sợi carbon anh em nhé. Đúm thì vẫn là đúm ngọc trinh anh em nhìn này. Đấy. Trắng mà lại mềm đúng không? Bên trên này thì sẽ là con dôm 8 vít cao cấp của Kenwood. Tại sao nó duy trì trên rất là nhiều mã anh em nhé. Khi một con mà nó không hay, không được khách đáp ứng, nó sẽ thay ngay anh em ạ.
Nhưng mà riêng cái dòng loa này nó được đáp ứng trên rất nhiều mã, và đến kể cả Kenwood K531 cũng được, vẫn được duy trì cặp loa này anh em nhé, vẫn thế thôi, nó chỉ khác nhau về hình thức một chút thôi. Đấy, vẫn là vuông thành sắc cạnh, thiết kế đúng tiêu chuẩn châu Âu và hàng đấu giá rất là đẹp anh em nhé. Tổng thể phía sau đây, công suất loa sẽ là 40W và trở kháng 4 ohm đúng không, một cặp 80W chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 đúng không. Công suất cục dàn là 35W, điện nguyên bản 100V, và con này cũng sử dụng nguồn sung rồi anh em nhé. Kẹp anten FM phục nghe đài này, optical in phục vụ giải mã 24 bit này, đây audio đây chính là cổng Corsia anh em nhé, để phục vụ kết nối TV Xiaomi được ấy. Đấy, hai AUX, một AUX đường tín hiệu vào, một đường tín hiệu ra, để phục vụ anh em kết nối thiết bị bên ngoài điện thoại máy tính TV, và sẽ hỗ trợ một đường sub điện out cho anh em nhé. Đây là cọc loa, toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhìn thấy không, hỗ trợ loa trở kháng thấp nhất là 4 ohm, nó sẽ đánh từ 4 đến 16 ohm cho anh em, dây nguồn thì siêu to luôn. Đấy, riêng cái mã này thì mình nó là một điểm khen anh em nhé. Tại vì như K700 thì chỉ nghe nhạc xưa thôi, nhạc tiết tấu chậm thôi. Thì đến cái mã này nó khác rồi, nghe nhạc từ nhạc xưa đến nhạc tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm. Con này chơi tốt, mà nó chơi hay luôn anh em nhé. Chơi hay luôn ở trên mã này. Và bây giờ giá hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu. Hiện tại Kenwood K521 mình đang để cho anh em mã này rẻ hơn mã bên kia anh em nhé. Mã này hiện tại đang là 4.200.000 anh em nhé, 4.200.000 cho Kenwood K521. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho em nghe chất âm nhé. Rồi. Bạn đánh rất tốt luôn. Của mình thì nói chung là cái mã này 4.200.000 anh em nhé. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình, và xin chào anh em. Em lưu ý một chút nhé, hôm nay Sơn nó bận rồi, nó chưa ghép với con vang này sang bên kia cho anh em. Nói chung là con vang này thì mình đánh giá là ghép vào bất kỳ bộ dàn mini nào cũng lên tiếng cực hay, và bộ dàn mini càng đắt tiền thì con này ghép vào nó càng hay tiếng hơn anh em nhé. Ok chưa, xin chào anh em nhé.